Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, thì thầy sẽ ôn tập lại cho các bạn một số cái kiến thức các bạn cần phải nhớ. Đó là chúng ta hôm nay thì chúng ta sẽ học những cái mô hình góc rất là quen thuộc, đó là góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy các em nhé. Ở đây là chúng ta có một cái mặt phẳng P, đúng không? Chúng ta có một mặt phẳng P như này. Đấy, và chúng ta tưởng tượng đây là mặt đất chẳng hạn, và chúng ta có một cái cây gậy như này, đúng không? Cây gậy. Được chưa? Cây sào chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ tính góc giữa cái mặt cái cây gậy này với lại cái mặt phẳng P này là mặt đất, đúng không? Các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng. Thì các bạn tưởng tượng là ở đây có một cái mặt trời nó chiếu 12 giờ nó chiếu vô góc xuống mặt đất chẳng hạn. Đúng không? Nó chiếu tia sáng mặt trời là chiếu vô góc. Thì khi mà chiếu vô góc thì nó sẽ chiếu xuống như này này. Đấy, chiếu xuống như này thì cái gậy này sẽ có một cái bóng, đúng không? Cái bóng. Trong toán học thì cái bóng thì người ta không gọi là cái bóng mà người ta gọi là hình chiếu vuông góc các em nhé. Hình chiếu vuông góc đúng không? Đấy, hình chiếu vuông góc, được chưa? Hoặc là hình chiếu song song, hình chiếu vuông góc đấy các em, được chưa? Thì trong trong cái trường hợp này là chiếu vuông góc nhá. Ánh sáng mặt trời lúc 12 giờ trưa là chiếu thẳng đứng như thế này. Đấy, thì các bạn thấy là khi đó góc giữa cái gậy này và mặt phẳng P chính là cái góc này này, là góc này nhá. Góc này chính là góc giữa gì đây? Góc giữa cây gậy này và cái bóng của nó, được chưa? Hình chiếu vuông góc đấy. Thì đây thầy ký hiệu là điểm S này, đây là ký hiệu điểm A và đây là ký hiệu điểm H. Thì góc giữa SA là cây gậy với cái mặt phẳng P chính là góc SAH các em nhá. Góc S này. Đấy, A này, H được chưa? SAH, góc SAH. Cho đó S là một cái điểm nằm trên cái cây gậy này, đúng không? Đương nhiên là khác A rồi. Đấy, S này. A là giao điểm nhá, A là giao điểm. S này, A là giao điểm và H là chân đường cao. Được chưa? S A H nhá. Góc của chúng ta là S A H. Này, điểm S này là đỉnh này. Rồi A là giao điểm nhá, A là giao điểm này. Đấy, giao điểm. Và cái điểm H này chính là chân đường cao nhá, chân đường vuông góc. Chân đường vuông góc nhá, được chưa? Rồi S A H đúng không? S này, S là đỉnh này. A là giao điểm này, H là chân đường cao. Nhớ chưa? S A H. Và để tính cái góc phi này chúng ta sẽ tính theo kiểu là sin cos tan gì đó nhá. Sin đi học cos không hư, tan đoàn kết và cos tan kết đoàn, đúng không? Sin là đối trên huyền này. Tan thì đối trên kề, cos thì là kề trên huyền nhá. Sin đi học cos không hư, tan đoàn kết và cos tan kết đoàn. Thì cái phần đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập lại là góc giữa đường và mặt, đúng không nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là làm bài tập nhá, làm bài tập. Đấy thì thầy sẽ chữa luôn cái phần ví dụ minh họa. Trong sách thì có lời giải chi tiết rồi nhưng mà thầy vẫn chữa cho các bạn lại bằng video cho nó dễ, các bạn dễ nhá, dễ hình dung nhá và hiểu rõ hơn. Giờ xét câu 1 có ID là 324910.